Đấy các bạn ơi, lệ là một loại cây mà không còn xa lạ gì với chúng ta nữa. Cây đuôi công nhá các bạn, cây đông công ở nhà đuôi công này thì có ý nghĩa phong thủy này, cách trồng và công dụng lọc không khí tuyệt vời như thế nào này. Mời bạn và mời mọi người có thể tìm hiểu với mình. Đấy, thì đuôi công này là một loài cây mà có tác dụng phong thủy, mang lại cái tính thẩm mỹ rất là cao. Đó, thì nếu mà đang có ý định trồng cây đuôi công này thì cái clip này mà cái đời chia sẻ sẽ chuẩn bị chia sẻ này dưới đây thì sẽ thực sự là dành cho bạn. Đó, cây đuôi công này thì là danh pháp khoa học đó. Nó ở vùng gì nhỉ, xuất xứ của nó là ở vùng Nam Mỹ. Và đuôi câu này là một loài cây thân thảo, giống như là sống, nó sống được quanh năm ấy, chiều cao của nó từ 25 đến 70 cm. Đó, thì sở dĩ là cái cây này được gọi là đuôi công ấy là vì lá của nó có cái hình bầu dục tròn hơi nhọn ở hai đầu và có cái vân giống như là đuôi của con chim công. Đấy, lá của cây mọc trên cuống ngắn và cứng khỏe, mặt dưới của lá có màu đỏ tía và trong khi mặt trên của lá lại có màu xanh lục rất là độc đáo. Mọi người hiểu không ạ? Đây là màu xanh lục đúng không? Và nó có cái viền này, nhưng mà ở dưới của nó lại là màu tím. Đó, và hoa của cây đuôi công có màu trắng. Đó, cây đuôi công táo xanh này là một loại cây hình lá tròn này, lá của nó màu xanh lục và xuân vân bạc này. Đấy, thân cây dài và mọc quấn cong ra ngoài, vì vậy mà nó cần có một diện tích khá là lớn để cho cây phát triển tốt. Ở trong phong thủy thì cây đuôi công này được xem là một loài cây mà thu hút tài lộc này, may mắn này, tượng trưng cho sự tròn đời và thịnh vượng cho gia chủ. Bởi chính đây là một loài cây mà đa dạng về màu sắc chủng loại nên là cây đuôi công này phù hợp với cả tất cả các mệnh luôn. Tuy nhiên cây đuôi công này mọc hành nên là người mà mệnh mộc ấy thì trồng sẽ phát huy được hết công dụng của nó. Người mệnh mộc thì trồng loại cây này có thể giảm bớt được cái sự nóng giận này, giúp cho tinh thần thoải mái, vui vẻ. Ngoài ra thì mệnh hỏa cũng rất là thích hợp để trồng cái cây này, cho phong thủy ngũ hành hỏa tương sinh với mộc. Vì thế mà người mệnh hỏa trồng cái loại cây này sẽ rất là tốt. Về tuổi thì cây đuôi công này hợp với các tuổi như kiểu là tuổi Thìn này, tuổi Dậu này. Các tuổi này nếu trồng cây thì sẽ được một cuộc sống tràn đầy năng lượng và sự hạnh phúc, yên vui. Công dụng đầu tiên của cây đuôi công này chính là mang lại cái tính thẩm mỹ, kiểu không gian sống và làm việc của các bạn. Cái cây đuôi công này có hình dạng và màu sắc độc đáo, phù hợp để cho chúng ta có thể trang trí được, trang trí phòng khách này, phòng ngủ này, bàn làm việc này, văn phòng đó. Tiếp theo sẽ là đuôi công này sẽ mang lại sự may mắn và tiền tài, giúp cho công việc của chúng ta được suôn sẻ hơn. Chính vì thế mà cái loại cây này thường được làm quà tặng cho bạn bè này, cho người thân này, trong những cái dịp lễ Tết đó, hoặc là tân gia, cầu chúc cho sự tốt lành, an lành. Cây đuôi công này là một loại cây mà có thể
giúp chúng ta giải tỏa được căng thẳng và tạo cái nguồn cảm hứng tích cực. Ngoài ra cây đuôi công này còn có tác dụng là lọc không khí, phục vô cùng tuyệt vời. Có một nếu có khả năng hút khí độc trong không khí và ngăn chặn các tác động gây ra và dị ứng, đồng thời cây đuôi công này làm việc ở các điện tử và có khả năng giảm các tia bức xạ có ảnh hưởng cho sức khỏe. Vì cái cây thân thảo nên là cây đuôi công lá dài này gây cây đuôi công đỏ, cây đuôi công táo xanh hoặc là một số bất kỳ loại cây đuôi công nào khác có thể trồng và chăm sóc tương tự như nhau. Đó. Cây đuôi công này thì về giá thành của nó bạn có thể mua cây đuôi công này trực tiếp ở cửa hàng 39 cây đời nhé. Và mình sẽ để địa chỉ ở dưới này cho các bạn có thể tham khảo và các bạn liên hệ gọi cho mình. Đó. Giá cây đuôi công này khoảng từ trung bình khoảng từ 100 đến 200. Đấy. Và đây cũng chỉ là một cái giá mà để tham khảo thôi. Và các bạn có thể ra đến tận nơi mà mình có thể tư vấn trực tiếp tại cửa hàng cho các bạn biết được giá cụ thể của cây đuôi công như thế nào đấy, tùy thuộc vào cái giống cây, cái hình dáng và kích thước của cây, cũng như là chậu hoặc là không chậu mà giá có thể bán ở rất khác nhau đấy. Vừa rồi đấy là một số cái thông tin mà cây đời muốn chia sẻ với các bạn về cái cây đuôi công này. Hy vọng là bạn có thể có cho mình một nhiều kiến thức bổ ích hơn đấy. Thì còn chần chừ gì nữa mà các bạn không ngay đến cho mình một cây, không mua cho mình một cây đuôi công để có thể mang lại cái sự may mắn cho mình đúng không nào? Đó. Xin chào các bạn. Mai mình lại tiếp tục, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những loài cây khác.